Ui giời ơi, con đồng nát đây. Thôi con đi ra ngoài đi, trong này không có gì cho cô nhặt đâu. Cô vào đây là cô mua váy cưới. Cô mua váy cưới á? Cô mua váy cưới cho ai? Con gái cô. Bao tiền? Thôi. Làm gì có cái váy cưới nào 500.000 thôi, nên cô tìm cái chỗ khác mà mua nhé. 50 triệu. 50 triệu. Thôi cô gọi cho con gái cô vào đó nhá. Con gái cô đứng ngoài kia kìa. Em ơi, mẹ chị lúc nãy hỏi mua váy bao nhiêu tiền đấy? 50 triệu ạ. Rồi, cho chị xin lỗi nhá. Mẹ chị già rồi nên nói giá lung tung ấy. Ê, biết nghe mẹ. Làm gì có 50 triệu đâu, đòi vào đây mua váy cưới giờ năm này. 50 triệu. 100 triệu. Cô với em nóng cơ. Chị vừa đi. Cái giải hòa đấy cơ. Ui, nó cao cơ.